Tin Roma tuyên bố của Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh về quyết định thay đổi cơ cấu hồng y đoàn của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y tân cử Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh đã có thông báo về quyết định thay đổi cơ cấu Hồng Y đoàn của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha nhận thấy trong những thập kỷ gần đây đã có một sự mở rộng đáng kể Hồng Y đoàn Tuy nhiên, trong khi các thành viên thuộc Đảng Linh mục và Đảng Phó tế đã tăng lên đáng kể, số lượng những vị thuộc Đảng Giám mục đã giữ nguyên không thay đổi theo thời gian. Do đó, nhìn thấy sự cần thiết phải mở rộng thành phần hiện tại của Đảng Giám mục, Đức Thánh cha Francisco trong buổi triều ít với phụ tá Quốc vụ khanh tòa thánh vào ngày 12 tháng 6 năm 2018 đã quyết định bỏ qua các khoản giáo luật 350, triệt 1 và 2 và 352, triệt 2 và 3 để thêm số hồng y vào đẳng giám mục. Được biết, các vị hồng y trong hồng y đoàn được chia thành 3 đẳng, phó tế, linh mục và giám mục. Năm 1586, Đức Thánh Cha Sito thứ 5 giới hạn số hồng y đẳng giám mục là 6 vị. Này Đức Thánh Cha đã quyết định nâng số các hồng y đẳng giám mục lên thành 10 vị.